Trước khi vào video này thì các bạn lưu ý rằng video này chỉ mang tính chất vui vẻ giải trí trong những giờ học tập và làm việc căng thẳng mà thôi, không có suy cho bất kỳ hành động xấu nào hết. Và đặc biệt hơn hết, đây chỉ là game, các bạn không được bắt chước theo nha. Còn bây giờ thì let's go. Ayo, hello và xin chào tất cả mọi người, những đã quay những người xem với tập video quen, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Shadow. Bây giờ là tôi tập trên sau đây. Và em nữa. Ok, và Ruby các bạn ơi, và Kylon, và Mai Đen, được chưa? Còn gì nữa? What's up, girl? Ok các bạn ạ, ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với một thử thách mới ở trong Minecraft sinh tồn. Và tất nhiên là khi mà đến với thử thách thì chúng ta sẽ có một cái trò chơi nho nhỏ trong trận chiến lần này của chúng ta. Còn cái lần này đó chính là trong bốn người này, ai là người cuối cùng tiêu diệt con rồng để hoàn thành thành tựu giải phóng DN sẽ là người chiến thắng trong cái video lần này các bạn ơi. Cái này mà trò chơi nhỏ vô nổi này, trò chơi to bự luôn, nhỏ gì quá. Mà giờ mình làm sao? Giờ mình cứ chơi sinh tồn vậy tới biết khi nào trời? Trời ơi trời, tính ra là sinh tồn rất là nhanh anh em ạ. Nhưng mà tôi biết được rằng người có khả năng duy nhất sinh tồn chay để có thể đánh rồng ở trong cái video này là chỉ có một mình tôi thôi. Nên là tôi quyết định là sẽ cho mọi người một cái hỗ trợ đặc biệt, đó chính là cứ mỗi lần mọi người giết bò thì con bò đó sẽ văng ra một món đồ siêu mạnh cho mọi người. Giết bò là được đồ hả? Đúng rồi, giết bò là được đồ. Và để có thể gọi là cho mọi người chơi một cách thoải mái hơn thì tôi xin phép gọi là game Rule Keep Inventory, tại vì tôi biết chắc chắn là mọi người sẽ bị mất đồ liên tục nha. Ok, rồi, và bây giờ thì thử thách bắt đầu. Let's go, let's go. Oh my god, thật ra là cái việc đầu tiên cái lúc mà giờ mới vô thử thách này mà đi tìm bò đầu tiên giống như Mai anh em, là người ta gọi là núp á anh em, biểu hiện đầu tiên của mày núp á anh em. Thì tìm bò lấy đồ mạnh chứ núp gì không nổi. Rồi ông lấy bò, ông lấy cái gì ông biết không bò? Ai khập luôn mà. Thật ra tôi nói giỡn thôi chứ nói đi tìm bò ra đang ngồi làm bài cho tạo nè. Anh biết Mai chuẩn bị làm gì không? Một cái phép thuật thần kỳ nào đó. Mai mà dùng cái phép thuật. Mai mà dùng cái phép thuật thôi anh em ạ, là đảm bảo luôn là Mai sẽ bị ghét trên tất cả các mặt trận ở trên kênh tôi luôn anh em ạ. Thôi. Nhưng mà tôi chơi là tôi ít dùng phép thuật lắm nha. Tôi gọi là các bạn. Các bạn có thấy Mai ít dùng phép thuật không? Nếu các bạn thấy Mai mà dùng phép thuật nhiều ơi là nhiều thì các bạn nhớ để lại bình luận phía dưới là anh Mai đang dùng phép thuật nhiều quái đản nha các bạn. Ở đây mà nói tới phép thuật là nói tới người khác chứ không phải nói tới tôi nha luôn. Thôi bạn ơi. Bạn ơi, bạn là người gì vậy? Bạn đây là người dùng phép thuật nhiều nhất cái team đó bạn ơi. Ơi bây giờ mọi người không để ý là giờ Kai đã gọi là gì ta? Kiểu gọi là quay đầu là bờ rồi, không có chơi nữa rồi. Người ta gọi cái đó là quay đầu là bờ, người ta là hành thiện không hiểu không? Bây giờ á con người ai gọi là sau một cái khoảng thời gian gọi là gì đó, sống tội lỗi thì cũng phải trưởng thành thôi, nên là Kai cũng phải bớt game ít một lại. Đúng một rồi, ai đâu như Mai từ trưởng thành trở lại hành kẻ trâu. Ai là tôi, nói chung là trong video này tôi không bao giờ tôi bấm cái chữ game mod đâu, tôi cá luôn á, hứa luôn á. Anh em nhớ cái này của Mai nha anh em. Tôi chỉ cần thấy Mai gọi là ghi một dòng lệnh thôi tôi sẽ kêu Mai liền các bạn. Editor lát nữa có lỡ ghi thì cắt em nha anh editor. Thần bò xuất hiện đâu ra? Alo. Em biết đâu? Em biết đâu? Ủa? Ê, sao toàn tim vậy? Ủa? Sao toàn heo vậy ta? Trong lúc mình đi cực bò và bây giờ đi cực heo rồi hôm sau kệ có đồ ăn cũng được. Kệ Mai. Cai ơi Mai đó, Cai ơi sao Mai Cai Cai biết gì không Cai? Thật ra cuộc sống nó là vậy ấy Cai, khi mà mình cần bò nó sẽ ra heo, còn khi mà mình cần heo nó không ra con vật nào cho mình ăn. Ê Cai! Cai! Heo đâu Mai đang bị giết bởi Kylon. Trả tao biết thịt đi trời ơi. Cai đó là Mai đang định nướng cho Cai ăn á. Chứ có định lấy đâu mà Cai. Bớt băng bỏ Cai, bớt băng bỏ Cai đây. Bây giờ để tôi đi tìm Cai, tôi trả lại cho Cai 8 miếng thịt là Cai. Trời ơi nướng giùm tao mà lại khó khăn với nhau quá. Nguyễn Hùng đang bò luôn. Oh my god. Oh my god, Rumi là người đầu tiên phát hiện ra đàn bò. Oh my god, Rumi có kim cương nè. Ôi định. Em kiếm được cù. Oh my god. Ôi nãy em có tới dạng sao mà người ta ngu quá à. Rồi em chết luôn rồi, rồi em mất cái đàn bò luôn rồi. Ủa cô chết hả? Ủa gì vậy? Sao chết vậy? Anh em thấy là tôi tiên tri như thần chưa? Tôi biết mọi người sẽ chết nên là tôi đã quyết định là keep inventory true đó anh em. Tôi xin phép anh em nhớ nha. Keep inventory luôn đi chứ mắc gì đâu mà. Oh my god. Kiếm đây đồ red. Quái đạn. Em có chạy. Em có chiếc cuốc nè đồ red. Mày điên, mày điên cái mình. Ê mọi người ơi, mọi người biết không mọi người? Còn cái data bắt này á, nó chỉ cho mình gọi là một cái kiếm sắc bén với lại một cái cúp thôi anh em ơi. Nên là chúng ta sẽ thay đổi thế lại chơi một xíu để cho mọi người dễ thở hơn nha các bạn. Oh my god, và bây giờ tôi sẽ vứt hết cái đống này và tôi sẽ cho mọi người biết gọi là chúng ta thay đổi luật lệ như thế nào. Bây giờ ngoài bò ra, mọi người chỉ việc đào đất là sẽ có đồ ở đây. Ui đào đất à? Đúng vậy. Ủa sao em đào đất nó không ra vậy vậy anh? À, ôi cục đất kia, cục đất không phải tất cả.
mũ kim cương được enchant. Oh my god. Oh my god. Và bây giờ chúng ta lại tiếp tục gọi là cái công cuộc gọi là đi ăn táo vàng để sống qua ngày nè bà táo vàng enchant. Đồ nhiều tới nỗi. Oh my god, đồ xịn không à. Trời ơi, đồ quá trời luôn. Ui, mũ enchant quá trời luôn anh em ơi, quái đạn hê. Trời ơi, xịn quá, trời ơi. Đây bây giờ mình sẽ ép hai cái mũ lại nhau anh em ạ, mũ sửa chữa. Trời ơi. Ôi nhưng mà mình chưa có kinh nghiệm anh em ơi. Quái đạn. Ôi ê, ê, mình có full giáp kim cương được enchant luôn nè mọi người. Quái quái đạn. Ok hả? Ờ đúng rồi ha. Mình sẽ đi tìm một cây kiếm coi là có dòng nhạc anh em ạ. Để mình đỡ phải xuống mình đổi đồ với mấy con quỷ lửa. Ờ à, quỷ lửa anh em. Ờ à, lộn, đổi đồ mấy con biết lời anh em. Đây đây từ từ. Thế là bây giờ mình phải đi tìm kiếm cái dòng nhạc thôi. Oh my god. Oh nhạc ba. Oh my god. Ủa sao nó có táo vàng ta? Sao nào nó dòng cái táo trời? Trời ơi nói rồi, chỉ có giết bò mới ra những cái đồ ăn VIP xịp cho mọi người thôi. Oh mà giết bò nó mới ra được mấy cái đồ kiểu này được hết thôi. Chứ còn cái này nó cũng gọi là cũng xịn nhưng mà nó cũng hạn chế. Nó xịn bình thường. Đúng rồi, hàng này xịn bình thường á. Có táo vàng nè, có táo vàng nè, có táo vàng nè, có táo vàng nha. Nhưng mà lâu lâu mới ra một trái táo vàng. Tôi biết mọi người sẽ không chế tạo cái xô, nên là tôi sẽ nhắc mọi người nhớ chế tạo xô nha mọi người. Làm xô mà. Hả? Em có xô mà. Ủa có xô luôn hả nha này? Ờ, xô đẩy giữa dòng đời. Cái gì? Xô đẩy giữa dòng đời. Ờ, này chơi chữ luôn. Cái gì? Tôi biết tôi thiếu cái gì rồi anh em à. Tôi thiếu một cây rìu. Oh my god. Nên là bây giờ mình phải đi tìm cái rìu trước đó anh em ơi. Ôi nhưng mà đất không cho mình rìu hả ta? Đúng rồi anh, đâu có cho rìu đâu. Không, tỷ lệ ra những cái món đồ này á, nó sẽ tùy thuộc vào gọi là cái độ VIP của nó nha. Nên là mọi người đào có những món đồ mọi người tưởng nó không ra mà đào mò nó ra đó. Em bị giết bởi zombie. Ủa đồ VIP gì vẫn chết được hả ta? Ủa đồ VIP gì sao chết được hay vậy ta? À, còn có tí máu rồi nên để giết luôn chứ sao vậy? Ê ê mà biết gì không Mai, thật ra là cái việc mà khi mà chúng ta trang bị được những đống đồ VIP như thế này á thì cái việc chết nó còn khó hơn là cái việc chúng ta sống á Mai. Mình kiếm được đồ bằng nè, mình kiếm được đồ bằng nè, nhưng mà giờ bò đâu ta? Oh my god, yeah. Yeah, that's right, oh yeah, nó phải như vậy. Oh yeah. My god, tôi hiện tại full đồ netherite rồi anh em ơi. Giờ bây giờ mình sẽ xuống địa ngục, mình đi giết enderman anh em, mà mình giết enderman để mình lấy ngọc để mình gọi là lên trên đây mình đánh với mấy con mình đi tìm chỗ đến đường đi tìm đường tới chỗ hung đồng. Nói riết bị liệu luôn, bị lẹo lưỡi luôn nè. Tại mai á tôi tìm được một cái ngôi làng nữa, trong đây có cái black mist nè anh em, tôi coi cái mist có gì đây. Ơi mọi người ơi, bây giờ có vẻ như là cái việc mà mình đi vào làng á chỉ là một cái dạo thì chơi thôi đúng không? Mình thích thì mình vô, mình không thích thì thôi đi, kiểu không chứ không cần gì nữa. Giờ thì bây giờ là mình vô làng là cũng chỉ là cái tha thu mà tôi vẽ lên thôi mà, chứ nó không có còn gọi là đi vô ý nghĩa gì hết anh em ạ. À anh em biết vô anh em, thật ra cái lúc mà tôi chơi sinh tồn với Kai, cái điều mà bất ngờ nhất mà tôi nghe từ Kai á đó chính là từ đó đến giờ em chưa đánh rồng bao giờ. Ok. Em chơi Minecraft đây là từ 2014 tới nay là mà bây giờ chuẩn bị qua 2023 tức là gần 9 năm rồi đó. Ừ mà chưa đánh rồng bao giờ. Ờ đúng rồi, chưa giờ mình chơi đánh rồng đúng không bạn? Mình nhớ những ngày đầu tiên mà mình chơi Minecraft á là mình chỉ vô mình sinh tồn như kiểu gọi là xây nhà bình thường á, rồi sau đó là mình chơi gọi là mình quay roleplay á, chứ sau đó mình không bao giờ chơi sinh tồn nữa. Đánh mấy con bò sẽ ra những cái dòng gọi là khác nhau á mọi người. Ê mọi người ơi, nãy giờ tôi gặp ít bò lắm luôn, tôi gặp toàn cừu không à. Ôi! Ủa? Ôi! Bò nè mày ơi. Bò nè. Bò nè, trời ơi. Ủa tôi vừa đó tôi xui xong luôn á anh em. Đây rồi. Đâu ra đằng kia còn nhiều lắm mà bạn ơi. Nguyên cái chỗ này của chúng ta là một cái đồng bằng mà nó có rất là nhiều bò luôn á. Oh my god. 64 ở đâu? Mình được 120 cái táo vàng luôn nè mọi người. Ô, sao nhiều táo vàng dữ vậy? Trời lần này mà chết nó đồng lại 2 gô luôn nè, chắc luôn. Dạ 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 dạ, mình đã tìm được hồ lava, trong khi mọi người vẫn đang tìm đồ OB thì tôi đã tìm được một cái hồ lava ở đây rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ xuống địa ngục đây. Mọi người ở lại Overworld mạnh giỏi. Oh my god, đây là video thứ hai tôi vừa xuống, tôi qua luôn cái rừng của Enderman anh em mà quái đạn thiệt. Và chắc chắn sẽ có vài ông kia tôi sắp đặt kệ tôi luôn. Ok miễn sao tôi lấy đồ được. Ok nha, yeah. Này tôi sắp đặt nha các bạn. Khổ quá không biết làm gì vừa lòng mấy ông luôn á, cứ xuống đây gặp đồ cái là cứ sắp đặt à. Mong sao giờ mấy con Enderman đâu kiếm nhặt của tôi sẵn sàng gõ đầu nó nè. Đừng gặp mấy cây ơi, nó full, mình full hết đồ cây à. Ờ tính ra nó cũng không lấy thêm được cái gì hết á, cũng có nhiêu đây à. Ủa sao nguyên cái rừng nó bự chà bá vậy mà sao tôi đi tìm nãy giờ có một con Enderman anh em. Kiếm đường xuống địa ngục chơi rồi trời, con đứa con ở địa ngục. Oh my god, xuống đây Kai ơi, đi chơi với anh nè Kai, ở dưới đây anh đang cô đơn lắm. Xuống để em xuống dưới em dạo chơi cũng được kê không hay. Ui nhưng mà cái rừng Enderman này to nha các bạn, siêu to khổng lồ luôn á. Ủa mà sao cái rừng sao cái rừng này bự mà sao không có con Enderman nữa trơn vậy? Ủa
sao mình đổ số nước vô lava mà nó không ra cái cục kia ta, nó không ra cái cục hắc diện thạch ta? Ủa? Trời ơi, lava lâu lâu nó sẽ ra hắc diện thạch, còn đôi lúc nó sẽ ra gì ta, ra đá chứ trời, có phải là lava gốc em hiểu không? Nguồn lava thì nó mới ra hắc diện thạch được. Ủa vậy? Quậy đẹp. Ừ. Enderman đây. Chiến như còn gì nữa? Trời giáp. Trời nó bắn như gãy ngứa mình trời. Ai đâu như mai gặp là chết. Ai giờ tôi đánh nãy giờ tôi không có bị chết nha, đâu tôi nói rồi mà. Trời ơi. Bây giờ tới cuối video là không chết thêm một lần nào nữa. Ok. Trong lúc tôi đang dạo chơi đây thì mọi người đang làm gì ở trên đó thế? Đang đi kiếm, đang tìm đường xuống địa ngục anh nhưng mà không kiếm được nên đi chơi luôn. Đúng rồi, đi chơi không tìm được nên chơi. Sao kì vậy? Mình phải có chính kiến với mọi người, mình phải cố gắng lên chứ. Không mà, tại vì không tìm được nên thôi. Chúng ta bỏ cuộc ở đây. Oh my god, những con người thiếu nghị lực. Đồ em đang đi chơi đâu, go cho anh đi chơi ơi. Chơi đâu, chạy đi. Đây. Nói cùng lúc luôn chứ trời đó. Fortress, Fortress. Anh kiếm được cái Fortress, vô giết quỷ lửa lấy que luôn. Oh my god. Thầy hiểu không anh em? Không làm sao không hiểu được. Hiểu này chơi nhiều là biết mà, Fortress thì anh biết là Mai đâu hiểu gì đâu, Mai đâu hiểu gì đâu. Con tàu lao nội cái Fortress. Yeah, lấy sắt luôn. Woo! Cái Fortress là gì? Fo là 4, chết là vua đó, vua. Cầu không á? Gì mà chết vua. Anh niên đang gọi là cố gắng tỏ ra mình thông thái anh em à, nhưng mà thông thái là thông thái đi vào lòng đất nha anh em. Có Ruby đây cho người ta thể hiện xíu đi, làm gì khó nhau vậy. Trời ơi, thể hiện với Mai luôn á nha. Giờ Mai càng nói nhiều á là Ruby càng thấy Mai xàm á, không không nha ơi. Ai chứ Ruby là không bao giờ thấy tôi xàm nha ông nội, ông chơi với thằng chúa luôn á. Ok, nói vậy chịu sao giờ, nói không làm gì chịu được người ta nữa, chị phải chịu thôi chứ biết làm gì nữa. Không mà ai chơi tôi xàm chứ Ruby chơi tôi xàm là tôi coi như là đang khen nha. Ok, thấy ghê quá ông nội. Ok, nói vậy chịu rồi. Rồi, để tôi coi là bên kia nhiều Enderman lắm anh em ơi. Mày một lần chém mình được ra hai viên anh em ơi. Mình đang khiêu chiến với lại tất cả quái vật và không ai có thể đánh lại mình. Cai gon bất bại. Mình chưa bao giờ mà mình gọi là gì ta, cảm giác hả dạ như bây giờ. Đặc biệt là con skeleton, mình cực kỳ ghét con skeleton luôn. Đúng vậy. Nó cứ bắn khó chịu cực kỳ luôn. Nhưng mà để coi một xíu nữa, Cai có giết được rồng không ngang? Được, em kiếm được cung rồi, có cung rồi. Ê tính ra biết gì không mọi người, tính ra là bạn ngày cả ba người tụi em á còn chưa xuống được địa ngục thì không biết là mình có đi đánh rồng để hay không. Gô cần tất. Ok. Ê ơi xíu nữa tôi cho mọi người qua bên cái cổng điện với tôi, ok, xem ai giết được rồng trước rồi đó thắng. Ok. Yes, là giết được trước hay là giết cuối? Giết được trước tức là người nào mà giết được con rồng á, tức là không tính những người đánh gây đam nha, mà chỉ tính người giết được con rồng thôi. Ok, lúc đó mình sẽ ngồi mình chờ thời hơn chứ đợi gì nữa. Mời KS ơi, mình sao tự nhiên bây giờ nó xuất hiện ra nhiều Enderman luôn bạn ơi. Quái đạn. Đây rồi, để tôi lên tôi giết hết Enderman này nè. Cai cho cái này nè Cai ơi. Cho gì vậy? Hơi bị hiểm luôn á giờ. Bạn ơi, nhìn mình nè bạn ơi. Bạn tưởng mày đồng chó hả? Mày tao cái giá mày đâu không sợ mày con. Phù thủy nè. Phù thủy này sao đánh nó vậy? Đánh nó hả? Nó quăng đuốc á, nó quăng đuốc lòng bị độc kìa hôm đó rồi xong bị độc luôn. Sao cứ máu hoài ta? Bị phù thủy quá. Người nó độc á, để tí. Không phải. Mai bị mất máu do mai gà. Tào lao ông nội. Ê mà nãy giờ thấy tôi nói đúng không? Tôi nói là từ lúc hồi nãy tôi nói xong tới bây giờ tới cuối video là tôi không thì tôi chết nữa mà. Tôi nói rồi mà. Ok, tôi chờ đi. Tôi chờ nha. Đừng thấy gọi là hoa nở mà ngỡ mùa xuân về nha Mai. Nó còn con rồng. Nó còn con rồng nữa nha Mai. Đánh ba con rồng. Nãy giờ mình đang đi gọi là phượt thế giới á, giờ mình qua vùng Bắc Cực luôn rồi luôn. Ủa, mình cũng vậy bạn ơi. Trời ơi, mình qua tới vùng Bắc Cực luôn rồi. Giờ mình qua đây mình đi kiếm gấu tuyết chơi thôi. Chị bèo xím. Oh my god, tôi thì đang chật vật vật vã dưới đây, còn anh em thì vẫn đang đi chill. Anh em có thể nào giúp tôi không? Chơi rồi mà, chơi rồi. Ráng kiếm cả cổng cho tôi vô đây. Thì ra anh em cũng muốn anh đi để giúp đỡ anh, nhưng mà tại vì anh em không biết á, mình không tìm được. Vậy có nghĩa là do Mai gà hơn tôi các bạn à. Ôi, ông đừng có tào lao ra. Tất cả đều biết nhưng mà chỉ có Mai bị nói thôi. Gì đó. Ủa trường sao Cai? Đó có cái băng màu xanh đó ba, trời ơi. Đấy là trường sao, trường là đi vậy á hả?
trượt là đi bình thường á, là nó trượt á, nó trơn tội cay quá, cay thấy mệt mỏi lắm cay. Sao anh đương nhiên là cay thấy ông mệt mỏi rồi. Nãy giờ Mai đang cố gắng chạy thêm, nhưng mà đang cố gắng chạy thoát khỏi Mai nè. Chạy thoát khỏi Mai hả? Đúng rồi. À là ý cay là muốn đi cùng với Mai đúng không? Đúng rồi. Bây giờ biết lắm mà. Đau ở trong lòng một ít. Oh my god, mà cố tới ra là mình ổn các bạn à. Ôi à, đây. Ông chơi như thế nào mà ai cũng mất khủi không? Là không biết trình độ như nào đó, gồ lên đi ba. Chạy thoát khỏi Mai nó vậy, chịu rồi cay à. Ok. Mày nhìn xoay qua xoay lại toàn thấy cay mất tiêu không à. Ui, dưới đây có làng nè. Vô làng, giờ vô làng. Như làng. Rồi bây giờ ông vô làng không có tác dụng gì Mai. Bây giờ đi phượt thôi, xong rồi đợi cổng nè. À, xíu nữa cổng thì tất cả mọi người đều được vô trừ Mai nha. Mai tự đi tìm cổng nha. Ôi, ông thấy ông có bất cầu không đâu. Trời ơi, ông kêu ông gồ mà. Ủa, bao nhiêu cùng không? Ủa, bao nhiêu hát diện thạch vậy không? Hả? À, mười. Bao nhiêu diện thạch mới? Mười. Ok. Hào. Mày chỉ ra có nhiều tin Mai nè. Trời, anh đang định nói luôn luôn. Yeah, có 10 cục rồi nè. Ok giờ, ủa chế tạo cái kia sao ta? Cái bật lửa. À, sắt với lại lửa. Ờ sắt với lại cái gì ta? Cái đá lửa. Của con Gipper đúng không ta? Không, sắt với lại cái đá lửa đạo ngay sỏi á. Biết sỏi không? À, Soka. Ờ thì ra Mai vẫn Kai vẫn còn biết không như Mai. À tôi cũng biết mà tôi vừa nghe xong rồi tôi biết liền đó. Nghe xong biết liền mà đâu chỉ à. Đâu hay chưa Kai, vậy là người ta đâu có nói ngàn gì đó em đâu. Tôi đang để cho Kai tự biết nha, chứ không phải là không chỉ nha. Ok cái okay, thấy chưa, người ta biết mà người ta đâu chỉ không? Em đâu. Ủa tao không nội. Ủa đã chỉnh chế độ sáng tạo cho bản thân. Ừ Kai ơi, mình ứng nhầm. Ủa à đúng rồi đó, Kai ứng nhầm mà. Ứng nhầm á, tại vì là có hai cái nút kế bên nhau, F3 F4 á, mình ứng nhầm rồi. À cũng ok. Tôi nói rồi, ngay từ đầu video mà mắc gì đâu mà cứ lôi tên tôi hoài à. Tôi nói ai là người là huyền thoại mà. Rồi ok. Nhưng mà ông vẫn gà nhất. Ờ cái đó chưa biết nha. Ơi lát nữa để tôi rắm con rồng cuối cùng rồi cho ông coi nha. Lúc đó ông thay đổi câu nói. Rồi để coi xíu nữa Mai chứ đừng rồng không nha anh em. Từ từ bây giờ là mình phải kiếm đường mình đi về cái đã. Cổng địa ngục, vô cổng địa ngục đi chơi với Sigo. Cái chế tạo được cổng địa ngục rồi á. Còn gì nữa? Cái đang ngầu cay. Oh my god, cái chế được cổng địa ngục rồi anh em ơi. Quả đạn. Giờ mình xuống đây mà không kiếm đồ đâu. Giờ mình xuống đây mình đi lẹn lẹn rồi sớm mình đi đánh quái vật chơi. Nói không ai khoe với anh em chứ. Cái con vô đây, cái con đi vòng vòng xong cái con lên, cái con TP qua bên mình anh em à. Hay gì? Không được, không ai. Không, không phải TP, cái này là trùng hợp. Trùng hợp nhầm không? Quái vật heo của chúng tôi à. Ủa sao Kai nó còn gấp kim cương vậy Kai? Tại vì không biết chế tạo cái kia. Rồi bây giờ mình sẽ đi kiếm biết lên để mình làm. Ủa mình sẽ đi kiếm biết lên để mình đổi vàng với nó, để mình kiếm obsidian mình quay về mặt đất nha các bạn. Để Kai dưới đây cho vui anh em. Ui kì vậy. Biết lên đây. Oh my god, mình phải đẩy cái này lại để không xíu được con heo nó đánh mình em ơi. Yeah, một cục obsidian ơi. Và thật ra là chúng ta cần thêm 9 cục nữa. Quái đạn thiệt. Ê coi, cho anh nó chơi cùng với. Không. Trời ơi, cho anh chơi cùng coi. Không cho, ai cho. Ai cho. Quái luôn nè. Không cho nha. Bạn ơi, anh em tối nữa tắt đèn có nhau có gì đâu rồi. Cho qua chơi khó khăn nhất. Không, tối lửa tắt đèn có nhau thì ông qua nhà chị dậu đi, chỉ có chị dậu tắt đèn thôi, tôi không có tắt đèn nha. Tối tôi ngủ mở đèn. Trời ơi, ông tào lao quá, cho qua chơi cùng với, cho xuống đi cùng với. Tôi có nên chơi mất dạy, tôi đem giường xuống tôi quanh xoay cộng anh em. À khoan từ từ, nếu như mà quanh xoay cộng bằng giường là nó sẽ không tính thành tựu đâu nha. Công nhận là không có được công nhận. Đúng rồi, giết rồng bằng giường là không được công nhận đâu nha. Phải giết, tại vì giết rồng bằng giường nó sẽ không tính cho mọi người thành tựu. Nên là mọi người bắt buộc phải giết rồng bằng kiếm hoặc là tay không, nếu như mà ai có đủ lực thì đánh tay không cũng được. Mày vậy gà. Ông tào lao không nội, kêu gà hoài. Thì giờ ông gà thì kêu ông gà thôi, chứ giờ ông biết nói từ nào để diễn tả ông nữa giờ. Đây nè, để tôi hỏi cái người bạn của tôi nè một câu công bằng nè. Cai ơi, bây giờ cai gà ông nói một câu công bằng cho anh em đang xem với lại là Sigo. Mở mang tầm tay đi Cai. Cai chỉ đến lời là Cai không phải là bạn của Mai. Để Cai nói à, Cai nói một câu công bằng đi Cai. Cai có thấy ủa? Mai gà không? Nó nói câu của mình đấy Cai. Mình gì mới nói cho bạn. Ủa ai là bạn, ai là bạn ngoài à? Đúng rồi. Trời ơi. Mai đi ngoài à? Một chút chết trong lòng. Oh my god. Chúng ta đâu phải là bạn của nhau đâu. Chúng ta là anh em. Tôi để ý là Mai vô video Mai bị xài xẻ nhiều lắm các bạn à. Các bạn có thấy Mai bị xài xẻ vui không? Chứ riêng tôi thấy vui. Vui đầu ông quá. Ra mình cũng đâu có ý định xài xẻ Mai đâu, nhưng mà tại thấy mọi người xài xẻ nên cũng
hùa heo thôi, không biết gì đâu. Cai cai cũng không biết định xài sởi mai đâu, nhưng mà thấy xài sởi mai vui nên là xài sởi theo. À là có nghĩa là cai vẫn coi mai là bạn, cho nên là tại vì thấy mọi người xài sởi nên xài sởi chung cho vui, nhưng mà vẫn coi là bạn, đúng không? Còn gì nữa? Còn gì nữa? Ôi cay, cay kém thế. Bây giờ cay muốn chát muối vô rồi là mai thì cay phải trả lời là không. Tao lao lắm rồi. Trời ơi, anh ơi, em bây giờ em cũng phải có là người có tình người tí, em không được làm vậy. Còn gì nữa? Chuyện thật rồi anh em ơi, bây giờ mình sẽ đặt một cái cổng về nha các bạn. Cay lại đây vui vẻ nha cay. Go, yeah. Ok, cay con. Ở đâu? Cái này. Bê hoài trời. Cái bê hoài trời. Có liêm sỉ đi men. Này là vô tình đi ngang qua đây đó mà. Vô tình chẹt TB Chigo thôi mà. Rồi đây mà bây giờ mình sẽ chế tạo ra mắt Ender trước nha các bạn. Mình đồng khoảng 4 con mắt trước đi. Rồi bây giờ mình sẽ coi coi là cái đây, nó nằm bên đây anh em. Rồi. À, cay ơi lên thiền với anh nào cay. Thật ra là anh điên mình cũng được, xong em tê bê qua á, nhưng mà căn bản là đi điên mình nó buồn lắm nên anh muốn có cay đi coi nghe âm cho nó vui. Cay biết gì không cay? Dạ. Yeah. Mình đi thiền từ đầu đó qua đầu này, sau đó mình lên bờ mình đi bổ tiếp. Ủa gì hả? Kì. Em thấy bờ trước mặt mình không? Xuống đi ba, còn trên đó làm gì vậy? Let's go, go, let's go. Let's go, ok, bây giờ mình cần phải có táo vàng anh em. Oh my god. Tôi chắc chắn hay là người tiêu diệt được rồng, ok. Ok, bạn đâu. Các bạn, bạn ơi, đây còn mình nha bạn. Hello. Ok luôn, ok luôn. Ok. Chưa biết gì đâu, coi chừng là bị KS á. Ok, bây giờ mình đã gift cho tất cả mọi người là 12 con mắt rồi anh em ơi. Bây giờ 13. Là mình... À, 13. Bây giờ là mình sẽ đi tới cái chỗ... Stronghold. Và sau đó xuống dưới mọi người sẽ chia nhau ra tìm. Ai xuống dưới trước thì ai tìm được cái cổng trước thì sẽ được đi xuống để đánh con rồng trước. Còn ai tìm sau đi đánh sau nha. Nói chung là chúng ta là không chỉ nha. Ê, nhưng mà khoan đã, tao có một mắt vậy. 13, tại vì mày quăng nó rồi á. Không, hồi nãy tại vì hồi nãy lúc mày ghiếp là tao nhiều đồ quá cho nên tao không nhận được á. Ừ, đó là tại mày nãy tao kêu lấy rồi, ai biết không để gì. Ờ, bạn không mấy bạn ghiếp lại cho mình cái được không? Không bạn. Một người chỉ có một cơ hội trong đời. Hồi nãy đã nhắc rồi, không để gì thôi. Chơi game không bao giờ tập trung hết. Ok, bây giờ đi xuống sao vậy? Cầm con mắt này quăng nè. Thì xíu nữa tôi tới TB thôi. À, ok rồi, xuống giờ ai? Mình nói chung là giờ mình cứ đi theo Sigo thôi. Trời ơi, làm gì nhiều đâu, đi theo Sigo thôi. Đúng rồi, đi theo tôi được rồi. Đừng đi theo Mai là thua đó. Sao? Trời ok, chưa biết ai hơn ai đâu bạn. Mai chỉ cần xuống đó KS tí là được. Sợ gì. Ok. Rồi xuống đây, để tôi bơi à. Trời ơi, không phải KS là dễ đâu nha bạn ơi. Rồng đó rồi, rồng tới công chuyện rồi. Ôi ôi, sao vỡ mắt liên tục đây? Ồ, cai vẫn theo kịp mình anh em. Ủa mà sao anh đưa em cái bàn mà xem chế tạo được có 2-3 bộ gì cai, sao không chế tạo cái giáp đi? Cái giáp không tháo ra được, cái giáp không tháo ra được luôn. Ờ, quên. Cai con bị bừng mẹ, bị lời nguyền ràng buộc anh em mà quái đạn thiệt. Ờ, đúng rồi, cái giáp thì không tháo ra được á, cay thiệt. Tội cai quá. Thấy cũng tội. Em cũng vậy. Ok, rồi bây giờ mình sẽ đi qua đây, bây giờ mình sẽ quăng thêm con mắt này coi là cái cổng địa ngục nó tới hay nha anh em. Ôi đi ngược lại, ồ may quá cái mắt này nó không vỡ anh em ơi. Đây rồi, tới nơi rồi, cây ơi, Đây, bây giờ mình sẽ đứng đây, mình quăng cái mắt này coi mắt nằm đâu nha anh em. Ủa mắt bay đâu vậy? Oh my god, con mắt nó nằm bên đây các bạn ơi. Thế thì bây giờ mình sẽ đứng ở bên đây, mình tìm tọa độ nha anh em, tọa độ 44 nha các bạn. Đây, số 4 ở đây. Đi tiếp qua đây, đây. Cái ơi, theo anh cái ơi. Đào xuống rồi nhá hả? Let's go. Mình sẽ chuẩn bị xô nước bất kỳ lúc nào để...
Cai vẫn đào hả? Anh tưởng đâu là Cai đi chung với anh chứ. Thì ra Cai chê, Cai không muốn đi chung với anh chứ gì. Anh biết mà. Người ta chơi vậy là người ta chơi nhân dân, anh giờ hai thằng đứng chung cái lỗ vậy sao được. Trời ơi, bây giờ nói hơi bị nhiều nãy giờ rồi, bây giờ con rồng chừng nào nó có vậy? Ông chờ đi, ông chờ đi, để coi ai là người tiêu diệt được con rồng nha. Ok, đang rất là mong chờ nè. Oh my god, tôi đứng đây tôi ăn có xíu thôi mà Cai đào thẳng xuống trước tôi luôn kìa, các bạn gì hả? Quên đúng không? Đúng rồi, chỗ đó là chỗ qua đền á, coi chừng nó đánh em á nha Cai. Không sao, có đồ ngon rồi, không sợ ai hết, không ngán luôn. Oh my god, chạy qua với vô đền. Oh my god, Ruby là người đó hiểu cái nỗi đau đó nhất. Yeah, xuống tới rồi, mời mọi người tới bên đi mọi người ơi. Yeah. Tới rồi. Rồi ok, bây giờ ai là người tìm được cái cổng điện trước thì xuống trước đánh rồng trước nha. Đi. Nó đâu ta? Oh my god, bây giờ mình phải đi tìm cổng điện đây em ạ. Con rồng đó nó mạnh lắm cho nên xuống trước cũng vậy à. Xuống trước là mình sẽ có lợi hơn chứ. Sao phải có lợi? Ví dụ ông xuống sau mà đường đánh xong rồi ông xuống sau cũng như không mà. Ông xuống trước, ông có khả năng ông tạo bẫy ở đó để cho những người khác không xuống, hiểu không? Ủa chơi thăm vậy luôn hả? Núp mai núp, bởi vậy mới nói là mai gà mà các bạn không tin. Ai biết đâu. Cai đứng theo anh Cai. Anh cũng không biết cách tìm cổng đâu Cai, cái này là do nhân phẩm á Cai ơi. Cai biết gì không Cai, mic của Cai lâu lâu, thật ra là cái mic Cai nãy giờ nó im le á, anh nghe Cai nói là nhờ phòng Cai bọc anh. Ủa vậy hả? Ủa mà mình tính ra mình nói nhỏ luôn á, vẫn nghe được. Đúng rồi. Bây giờ là chắc hẳn là anh em tưởng đâu mà tôi trả lời Cai là trả lời cho có, mà không anh em à, tôi nghe phòng Cai giọng qua phòng tôi. Ê mọi người tìm hết chưa mọi người? Chưa luôn. Ê tôi thấy được một trái táo vàng. Tôi vừa mở ra thấy được một cái táo vàng, tôi không thèm lấy luôn mọi người ơi. Nhiều đồ xịn quá rồi. Nhiều đồ xịn quá rồi, không cần không thèm táo vàng nữa anh em à. Oh my god, giờ phải vừa đi vừa đào các bạn ơi. Quải đạn thiệt. Khoan là từ bên đây có đường không ta? Ô bên đây có đường nè. Yeah. Mình đâu có đâu. Yeah. Oh my god, ông chắc chưa? Thường mấy cái đường rồi. Thường mấy cái đường như này á là nó sẽ có cổng đó. Thầy chơi mà xuống hang của đình là một cái gì đó nó rất là tìm thấy rồi. Ghê quá. Tê mê. Ủa gì bạn đang thi bạn? Ủa đây thi hả? Cai Ron giống như là chờ Sigo tìm thấy một phát là Cai Ron giống như là bấm tê mê nãy giờ luôn rồi đó. Đâu có đâu bố, trời nãy ta đi kiếm đó. Ơi tê mê quá đi, Cai lỡ tê mê rồi, tê mê quá đi. Ôi, con gì á? Tôi qua trước nha anh em, tạm biệt anh em. Ôi, đâu quá? Đi đâu quá? Đi nó chịu quá. My god. Chị đã tìm thấy được cái cổng. Bây giờ mình sẽ đi mình đánh bắn mấy cục này trước, xong mình sẽ bắn rồng sao anh em? Xuất hiện rồi nè anh em ơi. Ủa sao Cai đi qua nó kiểu gì, sao mai quăng cái cục này ngọc này quăng được ta? Không phải cục đó, phải có NB mới được. Dạ, phải có NB mới được. Còn không, còn không mai bắt lóc qua, bắt bà lóc qua. Thôi mình vứt cây cung luôn rồi, máy điện. Dạ, giờ chỉ có anh có cây cung thôi. Sao, canh nó xuống đây đánh nữa. Trộn gì nữa. Ủa, đu đâu, chị đu bỉ đâu? Gu bỉ đâu, gu bỉ. Mà gu ơi. Còn đang đi dạo trên đây. Trời ơi, người ta qua chỗ rồng hết rồi nè bạn ơi, tới luôn. Người ta qua chỗ rồng hết rồi nè ba. Oh my god, ủa còn chỗ nào có cái cục hồ máu đi dùng anh em. Alo anh em coi giùm tôi coi. À trên đây. Anh như hết. Rồng này bay kinh quá mà mình hết cung luôn rồi. Bắn thôi nào. Sao kìa ơi. Bắn thôi nào. Làm như thế nào để biết nó chuẩn bị xuống với lại là nó bay kìa, lên kìa, trời. Kìa đó nó bay gần kìa thấy không? Rồi đắp nó đem, đắp nó. Lắm đó, trời ơi, bay kìa. Oh my god, đây có ai là người cuối cùng để sở hữu được cái kiêu con rồng đây. Nó mất một nửa, lợi quá à, hello. Ai biết nó dòng đi tìm cung. Oh my god, cái nổ mình nạp chậm anh em mà, nên là chắc mình là mình sẽ dùng cái cung mình bắn luôn á. Ê mày cứu Cai ơi. Enderman với tôi. Ôi, Enderman nhiều quá. Chưa kịp chơi gặp Enderman nó giết mình luôn rồi. Đúng rồi, mọi người cứ ngồi, mọi người đánh Enderman đi để gặp tôi xử nha. Là chiến thắng của tôi nha. Ôi, rồi bắn cung, ôi, rồi bắn cung chuẩn đó nha. Chuẩn phết đấy. Ê, cái cung nó bay vậy, cái cung nó bay vậy, thằng nào vậy bắn cung vậy? Em. Ủa cung hả? Trời, tưởng đâu Mai. Cung bắn cung mày được chứ Mai với Cai bắn cung là hát nha. Tôi nói rồi mà, nguyên cái trận ngày hôm nay là tôi không có chơi là game mod gì đâu nội. Ai rảnh đâu chơi. Từ từ, mình sẽ đợi con rồng xuống. Rồng ơi, đánh Mai đi. Rồng xuống. Ôi,
Iron Man. Người bắn, ai bắn hả? Tới rồi, nó xuống rồi, nó bay. Lâm nó đem. Lâm mày nè. Lâm đây, lâm đây rồi. Nó bay rồi kìa, trời ơi sao nó bay rồi. Yeah, con đồng là của anh. Nó bay rồi, trời ơi, không có đánh được. Không được chơi chung nữa đâu. Ôi cái nó còn một cái à, bây giờ ai bắt cái là Ruby là Sigo đây, Ruby hay Sigo đây. Cây không ai, làm được gì mà. Này thì không lấy cung này. Này thì không chế tạo cung này. Yeah. Tôi đã tiêu diệt là người Lassit rồi em ạ. Nhưng mà cũng được, ok, cũng được. Cũng được. Ít gà là Sigo gọi là còn chăm chỉ đi làm này làm kia không? Giờ mà giờ nghĩ tới cảnh bị KS chắc cay lắm. Ừ, cay chứ. Trời mấy con nè, mày làm phiền mình vãi trưởng ra. Ai đâu vậy? Ủa sao tôi không bị anh em làm phiền, ông làm phiền? Chứng tỏ là gì? Ông gà. Oh my god. Ok các bạn ạ, và video ở đây cũng đã kết thúc rồi. Và nếu bạn nào muốn đặt lại những cái thử thách nào trong sinh tồn video hoặc là bắt cua cái chuyện, các bạn đừng quên để lại bình luận bên dưới nha. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp. Bye bye. Ông Sudeke, ông Sudeke.